cảm ơn. Xích 51 gì các bạn ơi, để dạt nha. Đây là tới 4 con chạy vòng vòng chỗ này, tới 4 con này các bạn ơi, nhưng mà mình quay hết rồi, hết rồi. Có con này chưa quay bữa nay thì quay các bạn coi, trời ghê không, lại không sống không con dân ma các bạn ơi. Thì có khác á, bơm 15 triệu nghe nói vậy thôi, chứ bao nhân ma thì ai mua mới biết, chứ thì người ta nói 15 triệu mình biết 15 triệu thôi. Dân ma cái mô ly nó hơi to á, bởi vì cái này chạy cũng chưa dọc cũng mà của dân ma mà được cái mô ly tắt 2 năm chạy mới đã các bạn ơi. Dưới đời tôi vô thêm đời tôi cũng 60 nhanh hơn đời tôi dân ma nha. Tôi tự ta này có 2.7 đang còn của người dân ma này có 2.5 các bạn ơi. Con này chạy mát nhìn đẹp trời lắm, im lắm. Con này tốc độ này là trên 70 chạy bánh chín luôn các bạn ơi. Trên nhiều. Bơm dân ma này của 82 luôn hay gì đó nha. Không phải là bơm dân ma của bán chốt rồi đâu. Này nó chích tùm lum la lên gọi cho á. Ghê không? Bọc chưa? Đây 60 đã dạt nãy giờ chạy giữa chạy cũng ngon đúng không ạ? Thì quay cái này có kia cho anh em coi, chắc để đứng chỗ bên ngoài. Đợi cắt bao lâu mình tiếp. Chắc là dọn nha.
này cũng bình thường như mọi khi thôi. Rồi hôm nay anh chị ngon hơn nhiều. Con này không giữ, trời ơi bự cho bá. Nãy anh gặp vô miếng kia lúng anh em ơi, mà anh lưỡng lự không dám cắt tại vì lúng không có chân. Đây có mấy cái hầm mà hồi xưa tới giờ chắc tới đây thì ít chịu người ta ban và ban bọc gì đâu, đổ hầm có bọc gì đâu. Đây chạy đầu này là rất là ok rồi. Đầu này tốc độ gì là ngon. Đây, tập bên. Chạy rất là ok các bạn ơi. Sống hơn chạy gì 93 nhanh tốc độ như 93 rồi đó. Độ này 93 luôn rồi đó. À, đưa máy không kịp luôn. Tốc độ quá ghê. Ảnh vô hồi sợ đắt lúng nha. Đắt lúng mà cũng sợ, máy nào cũng sợ. Còn ra nãy này ra con chuột bây giờ túa qua cho lắm rồi, quá trời các bạn ơi. Quá rộng độ kiểu lắm luôn. Nói chung con này không bằng cái con mà mình quay mà nó hàng 95 á. Nói chung nó chạy không mau hơn thôi, tốc độ con này nhanh hơn xiềng. À, Vĩnh Long thì chạy một ly ủa bơm 60 nhưng mà đóng một ly thôi. Trời ơi, chó. Chứ đâu có chó ăn luôn rồi đó. Rồi, chạy làm xong phim. Còn cũng giạt xanh các bạn ơi, không biết chừng nào mới cắt. Cái này bữa nay chạy cũng quanh cái đồng này à. Tại cánh này như của người dân tộc trong người chưa tôi là cái cánh này là muốn xong rồi đó. Cái này là hết đồng dân tộc luôn rồi. Đây người ta bắt chuột nhiều lắm, đứng lại. Nó hơi bị nhiều. Đây, con cua như đạn luôn. Đất mềm mềm này là cái máy này con cua như là bánh ta tại bơm mạnh. Bây giờ chạy nhanh không? Đó, rồi bắt chọn kìa, bắt chọn kìa. Mình bán có hai con máy giữ, con đấu hành 95.
tại nhà bác chọn. Rồi, xong hết. Đường cưới nó xong các bạn, quá cực quá đông. Đây, coi là cảnh cảnh. Tuyến đẩy ghê không? Đó, con nào chạy ra mà sốc nổi. Ứng ăn chưa? Ghê không? Nã đây không mà có chục cây, hết chục cây rồi đó. Có con nào chạy ra đâu? Rồi,